Cain và Abel. Khi Abel dâng lễ vật và được Chúa chấp nhận, còn lễ vật của Cain bị từ chối. Cain không thể kìm nén cơn giận và đã sát hại em trai của mình. Adam và Eva sinh một con trai đặt tên là Cain. Sau đó, Eva lại sinh một con trai nữa và đặt tên là Abel. Lớn lên, Cain trồng trọt, còn Abel chăn cừu. Khi đến mùa thu hoạch, Cain dâng lên Chúa hoa quả đầu mùa, còn Abel dâng Chúa con chiên đầu lòng đẹp nhất của đàn chiên. Chúa nhận lễ vật của Abel, nhưng không nhận lễ vật của Cain, khiến Cain vô cùng tức giận và thất vọng. Sao ngươi lại tức giận? Chúa hỏi Cain. Ngươi sẽ được chấp nhận nếu việc ngươi làm là đúng. Nhưng nếu ngươi từ chối làm điều đúng, thì hãy coi chừng. Tội lỗi đang rình rập ngoài cửa, sẵn sàng điều khiển ngươi. Nhưng ngươi phải làm chủ và chế ngự nó. Một hôm, Cain rủ em ra đồng. Anh em mình ra đồng đi. Khi đang ở trên đồng, Cain tấn công và giết em Abel. Sau đó Chúa hỏi Cain, em ngươi đâu? Abel đâu? Tôi không biết, Cain đáp. Tôi có phải người trông giữ em tôi đâu? Ngươi đã làm gì vậy? Thiên Chúa đáp, nghe này, máu em trai ngươi từ mặt đất kêu thấu đến ta. Bây giờ ngươi bị trút giữ và bị đuổi ra khỏi mặt đất. Ngươi có làm lụng vất vả đến đâu, đất sẽ không cho ngươi hoa màu của nó nữa. Từ bây giờ, ngươi sẽ phải sống vô gia cư và lang thang trên mặt đất. Hình phạt của tôi quá nặng, không thể chịu nổi, Cain thốt lên. Chúa đã xua đuổi tôi và làm cho tôi thành kẻ lang thang không cửa không nhà. Không, Chúa đáp. Nếu ai sát hại ngươi, hình phạt dành cho nó sẽ lớn hơn gấp 7 lần. Chúa đóng dấu trên Cain để cảnh cáo bất cứ ai muốn giết nó. Thế là Cain rời xa mặt Chúa và đến sống ở xứ Lốt phía đông Ê-đen.